Các anh chị và các bạn, sáng nay ngày 21 tháng 10 2020, chúng tôi rất vui mừng để thông báo đến cô bác anh chị và các bạn, giá mủ của ngày 21 tháng 10 lại tiếp tục tăng một cách khủng khiếp. Cụ thể là ở công ty cao su Phước Hòa, giá mủ đã là 337 đồng trên độ, và hiện tại giá mủ tại công ty cao su Phước Hòa đã vươn lên vị trí dẫn đầu, vị trí số 1. Và tiếp theo thì giá mủ tại công ty cao su Lộc Ninh ngày hôm nay, mủ nước tại vườn cây Tiểu Điền là 300 đồng trên một độ, còn ở nhà máy là 305 đồng trên độ, mủ chén là 12.700 đồng trên một ký. Còn ở công ty cao su Bình Long thì mủ nước tại nhà máy là 305 đồng trên một độ, còn tại nông trường là 297 đồng trên độ. Còn ở công ty cao su Đồng Nai ngày hôm nay giá mủ cũng tăng, nhưng vẫn thua so với công ty cao su Phước Hòa. Cụ thể giá mủ ở công ty cao su Đồng Nai thì giá mủ loại 1 là 308 đồng trên độ, và giá mủ loại 2 là 305 đồng trên một độ, mủ chén là 12.700 đồng trên một ký. Còn ở công ty cao su Phú Riềng thì ngày hôm nay mủ nước vẫn ổn định với cái mức là 315 đồng trên một độ, còn mũ chén, mũ tạp theo giá quy khô là 280 đồng trên 1 DRC theo giá quy khô hả cô bán chị. Rồi ngày hôm qua thì có, sau khi chúng tôi cập nhật giá mũ của nhiều nơi thì cũng có rất nhiều bà con gửi giá về nữa, thì chúng tôi thông báo luôn cho cô bán chị giá của bà con gửi về vào ngày hôm qua ngày 20 tháng 10 á. Thì có anh chị Nam Vũ ở chia sẻ ở Đức Linh Bình Thuận, giá mủ ở Bình Thuận, Đức Linh Bình Thuận dao động từ 275 đến 280 đồng trên một độ. Còn ở Đắk Lắk thì anh chị Dũng Nhóc chia sẻ là 260 đồng trên một độ. Còn anh chị Hoa Trần thì chia sẻ ở Tân Hiệp, Hớn Quản thuộc thuộc huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước hơn cô bác chị. Giá mủ dao động 315 đến 320 đồng trên một độ ở Tân Hiệp, Hớn Quản. Còn anh chị Cường Nguyễn chia sẻ ở Hôn Một, Minh Hưng, Bù Đăng là 297 đồng trên một độ của ngày hôm qua ngày 20 tháng 10. Và anh chị Giang Phạm chia sẻ ở E-Súp, Đắk Lắk là 260 đồng trên độ. Còn anh Trọng ở Lai Uyên, Bầu Bàng thì là 290 đồng trên độ. Còn anh Long Nguyễn ở Kon Tum thì là mũ nước 260 đồng trên độ, mũ chén thì 9.500 đồng trên một ký ở Kon Tum. Và giá mũ chén ở Kon Tum như anh Long Nguyễn chia sẻ thì rất là hấp so với mặt bằng chung đó cô bác anh chị. Còn ở Đức Cơ, Gia Lai 285 đồng trên độ, anh chị Thành Nguyễn Vĩnh chia sẻ. Và anh chị Sĩ Văn Đằng chia sẻ ở Chu Ba Gia Lai là 285 đồng trên một độ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có những cái giá mà bà con cũng như những công ty gửi về, và chúng tôi nhận thấy cái giá tăng một cách là khủng khiếp, một cách là phấn khởi luôn cô bác anh chị, nên chúng tôi lập tức là làm video để mà gửi đến cô bác anh chị liền, chia sẻ niềm vui giá mủ lại tiếp tục tăng. Chút nữa thì sẽ có những bà con gửi về những cái giá nữa của nhiều nơi nữa, thì chúng tôi sẽ tổng hợp và chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ sau cho bà con. Thì bây giờ chúng tôi xin tạm ngưng video ở đây, thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn bà con đã ủng hộ gửi giá về. Cảm ơn bà con rất nhiều, và hẹn bà con ở thông tin giá mủ cũng trong ngày hôm nay ở những nơi khác nữa nhưng cô bác anh chị. Rồi, cảm ơn bà con, cô bác anh chị rất nhiều.